Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Tác giả Ngận Thị Kiều Tình. Chương 16: Khổ bức pháo hôi. Giọng đọc Nami. Ninh Thư bắt đầu sinh hoạt rèn luyện bắn súng. Sống dưới tầm mắt của huấn luyện viên thích bắn vỡ đầu, Ninh Thư bắn một phát xong lại bắn không trúng bia, cũng chẳng biết viên đạn đã lưu lạc tới nơi nào. Huấn luyện viên thích bắn vỡ đầu vút súng bên hông, kích động nhìn đầu của Ninh Thư, lập tức khiến toàn thân Ninh Thư phát lạnh, vội vàng nói: "Để cháu thử lại, lần này nhất định sẽ bắn trúng." Huấn luyện viên thích bắn vỡ đầu, ha ha. Ninh Thư dốc sức liều mạng luyện tập. Lúc đầu không biết viên đạn bay đi đâu, mọi người trong câu lạc bộ đều trốn tránh Ninh Thư. Chẳng may bị tên tay mờ này không chú ý bắn trúng, tự dưng lăn đùng ra chết mới thật sự là oan uổng. Mỗi lần Ninh Thư giữ súng, tư thế không đúng, huấn luyện viên thích bắn vỡ đầu lại lấy súng chĩa vào đầu cô. Ninh Thư quả thực bị dọa, suýt chút nữa đái ra quần, vì vậy rất nhanh tiến bộ. Lúc bắt đầu, bắn không trúng bia, đến giờ đã có thể bắn trúng bia ngắm. Giờ Ninh Thư sống luôn ở câu lạc bộ, ăn uống tiêu tiểu đều ở đây, một khắc cũng không ngừng luyện tập. Lúc nào cũng tập, tới khi cánh tay không nhấc lên nổi. Ninh Thư cảm thấy cô sắp luyện thành cánh tay kỳ lân của lũ trạch nam rồi. Thế nhưng, Ninh Thư cũng không chê mệt, bởi cô biết đây là kỹ năng để bảo vệ tính mạng, chống lại nữ chính nguy hiểm. Càng học được nhiều kỹ năng, càng có nhiều phần trăm cứu lấy mạng sống của mình. Huấn luyện viên thích bắn vỡ đầu đưa cho Ninh Thư một lọ dầu thuốc, lộ ra dáng tươi cười co rút, hỏi: "Cô có quan hệ thế nào với kẻ điên?" "Làm chó thì có quan hệ gì?" Đương nhiên, Ninh Thư sẽ không dám nói vậy rồi. Nếu nói vậy, có lẽ ông chú thích bắn vỡ đầu này lập tức sẽ cho não cô đi chơi xa. Ninh Thư cười hề hề, ra vẻ cao thâm khó đoán. Tay huấn luyện viên thích bắn vỡ đầu lại so súng bên hông, đoán chừng là thật sự muốn bắn nát đầu Ninh Thư. Mỗi khi Ninh Thư thấy ông chú hung thần ác sát này so súng, cô đều bị dọa tới mức tâm can nhảy loạn. Thực sự phải cảm tạ con hàng giáo y đại thúc, khiến cho người như vậy sợ hãi hắn, có thể để cô cá muộn oai hùm. Ninh Thư bây giờ ăn uống tiêu tiểu đều tại câu lạc bộ, mỗi ngày luyện tập bắn súng, giờ đã có thể bắn trúng vòng năm của bia ngắm. Nice. Hôm nay, Ninh Thư đột nhiên nhận được thông báo của trường học gửi tới, bảo là nếu cô không đến trường, sẽ bị cho thôi học. Được rồi, kiên quyết không thể bị thôi học. Chôn chân tại câu lạc bộ bạo lực cũng lâu rồi, thấy không khí an bình nhẹ nhàng trong trường học, đột nhiên Ninh Thư thấy có chút không quen. Lúc Lăng Tuyết gặp lại Ninh Thư, rõ ràng cảm nhận được đứa con gái này lại thay đổi, càng trở nên thâm sâu khó lường, khiến người khác thấy được một loại khí tức nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm này chỉ giống như so với một con kiến cường tráng mọc thêm hai càng khỏe mạnh mà thôi. Đối với loại cảm giác này, Lăng Tuyết cực kỳ khó chịu. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện ánh mắt của Lăng Tuyết, Ninh Thư không chút khách khí dùng nửa con mắt khinh bỉ nhìn Lăng Tuyết. Ánh mắt Lăng Tuyết tức khắc trở nên nguy hiểm, cơ thể không tự chủ được vận linh khí uy áp, khiến những người xung quanh chịu áp bức cực lớn. Ninh Thư cảm thấy bản thân thật đúng là đi tìm đường chết. Ở trước mặt nữ chính, lại dám hoành hoang kiêu ngạo, không phải đi tìm đường chết, thì là gì? Trước kia Lăng Tuyết bỏ qua Ninh Thư là vì coi cô như mấy tên hề nhảy nhót mua vui trước mặt cô ta. Còn lúc này Ninh Thư lại khiến cô ta như mắc nghẹn ở cổ họng. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại linh cảm. Nếu như không xử lý tên hề nhảy nhót này sớm, cuộc sống của cô ta sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Lăng Tuyết rất tin tưởng linh cảm của mình. Về sau, Ninh Thư mới biết được lý do vì sao trường học thông báo bắt cô đến trường đi học, bởi vì ngày mai là sinh nhật của Lãnh Vương Tử Lãnh Ngạo, báo cho Ninh Thư đến đi học, bởi lúc trước Lãnh Ngạo mời Ninh Thư tham gia sinh nhật, nhắc nhở Ninh Thư đừng quên. Sau khi Ninh Thư biết được nguyên nhân này, cả người rơi vào trạng thái Sparta, cứ nghĩ rằng mình quan trọng, không đi học, trường học còn quan tâm thông báo cho, ai ngờ là tự mình đa tình. Ninh Thư đến phòng y tế tìm con hàng giáo y, chứng kiến một phòng người bệnh, Ninh Thư thật sự không hiểu nổi con hàng này chạy tới trường học làm giáo y làm gì. Chắc chắn có mục đích có thể khiến cho huấn luyện viên thích bắn vỡ đầu kiêng kỵ, sao có thể là một giáo y đơn giản được. Giáo y nhìn thấy Ninh Thư, đánh giá qua cô một lượt, ngạc nhiên hỏi: "Ồ, không ngờ cô còn sống, cô chưa tới câu lạc bộ sao?" Ninh Thư thiếu chút nữa nôn ra máu. Tên này biết rõ người trong câu lạc bộ đều là sát nhân cuồng ma hùng thần ác sát, lại không nói với cô một tiếng, vì vậy cô mới ưỡn ngực tùy tiện xông vào. Lòng người sao lại hiểm ác tới vậy,
còn có chút chân thiện mỹ nào không vậy? Ninh Thư tuét miệng nói, cảm ơn chú. Ninh Thư vỗ vỗ súng lục nữ bên hông mình. Giáo y đại thúc nhàn nhạt nhìn cô, nói, cô đối đầu với hoa khôi trường học Lăng Tuyết phải không? Ngay cả đại thúc cũng biết Lăng Tuyết, xem ra là tiếng lành của Lăng Tuyết được đồn xa. Ninh Thư kinh hãi nhìn giáo y đại thúc, hỏi, chú à, chú không thể. Sẽ không cái gì? Chú cũng thích Lăng Tuyết sao? Ninh Thư cảm thấy quá khổ bức. Giáo y trong mày nhìn Ninh Thư, vì sao cô lại cảm thấy tôi sẽ thích Lăng Tuyết? Nơi nào nữ chủ đặt chân qua, giống được hầu như bị hạ gục trong nháy mắt dưới hào quang Marisua của nữ chính. Không một người đàn ông nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhìn vốn liếng của giáo y, dáng người cao lớn anh tuấn, quan trọng nhất là trên người hắn cũng có khí chất tà mị, đủ tiêu chuẩn trở thành một nam súng. Chú à, phụ nữ trên thế giới rất nhiều, sao phải cột mình vào thân cây này? Ninh Thư thiếu chút nữa khóc à, nếu đại thúc có cảm giác với nữ chính, thì còn mẹ nó, sao cô còn có thể đối phó với nữ chính đây? Ninh Thư cảm giác cả người đều say, thiếu chút nữa cầm hương ngồi ngay ngắn lạy giáo y đại thúc ba lạy. Giáo y xoa trán, nhìn Ninh Thư khóc lóc om sòm, kêu trời gọi đất, một chân dẫm lên chân của Ninh Thư, còn dùng sức di di. Má, con mẹ nó, đau quá. Ninh Thư ôm chân mình lại, nhìn giáo y lãnh khóc vô tình. Quả nhiên là phá hôi, cảm thấy cuộc đời mình thật khổ bức. Nếu là nữ chính khóc, đã sớm được thương tiếc, ôm vào ngực rồi, không thì ít nhất cũng cho tờ giấy, lau nước mắt nước mũi gì đó. Thiếu ở trước mặt tôi bày ra dáng vẻ ghê tởm này đi, lớn lên xấu xí thì ít ra vẻ đi, giáo y lạnh lùng nói. Ninh Thư, không biết vì lý do gì, nhưng bây giờ Ninh Thư cảm thấy giáo y hoàn toàn không còn cảm giác ôn nhuận như ngọc khi gặp lần đầu. Dù cho con hàng này mang mắt tiếng, cũng không che giấu nổi tà khí trong đôi mắt hắn. Con mẹ nó, con hàng này chắc không phải là ác ma độ lốt người đấy chứ, muốn hủy diệt thế giới này. Cô luyện tập thế nào rồi, giờ có thể nổ súng chứ? Giáo y đại thúc hỏi. Ninh Thư giơ một tay, hơi đắc ý nói, giờ cháu có thể bắn trúng vòng 5 rồi. Vòng 5 là cái quỷ gì? Giáo y quỷ dị nhìn Ninh Thư, nói, luyện một thời gian dài như vậy, đừng nói với tôi, giờ cô mới chỉ có thể bắn trúng bia ngắm chứ. Nụ cười trên mặt Ninh Thư rạn nứt. Vì sao khi nghe lời khinh thường của giáo y đại thúc, cô lại thấy mình trở thành phế vật vậy? Từ một em gái nhỏ chất phác đơn thuần đáng yêu, trở thành một em gái nhỏ biết nổ súng, chẳng lẽ không thể vui mừng sung sướng, chỉ có thể khóc lóc oán trách thôi sao? Ninh Thư không biết xấu hổ tự gọi mình là em gái nhỏ. Có lẽ cô ở câu lạc bộ đã khiến cho tôi xấu hổ mất mặt rồi. Giáo y nhìn Ninh Thư, kính mắt tản ra tia sáng trắng như tuyết, nhưng lại tối tăm, nhuốm đầy tà khí. Ninh Thư vốn còn muốn nói có một huấn luyện viên thích bắn vỡ đầu dạy bảo cô, nhưng khi nhìn thấy cái dạng này của giáo y, tư khắc quyết đoán cho qua. Có người chỉ bảo còn vô dụng như vậy, giáo y có thể hủy diệt cô một cách nhân đạo không?